Chùm cuối nó đưa ra hết, chùm cuối nó lan tỏa. Tại vì cái con mấy ổng nghĩ là chỉ là mấy ổng là cái người giỏi thôi, không ai giỏi hết á. Để tôi tìm có con Miễn Gia Trai này cho quý vị xem. Hôm bữa nó nói là cái vụ mà thầy Thích Minh Tuệ lập ra một cái gì. Để tôi tìm cái con Miễn Gia Trai này. Mẹ bà nó lên bắt đầu, quý vị thấy không, biết bao nhiêu người đánh, đánh ghê lắm, đánh thầy ghê lắm. Một cái con người bản năng không có, có cái bản lĩnh không có thì thua con cờ hót của xã hội. Đúng đúng đúng, hai vợ chồng giỏi nói, đi lên nói những cái điều hoàn toàn sai sự thật nha quý vị, không bao giờ đúng sự thật, không bao giờ đúng sự thật. Có rồi. Đố mọi người biết chiếc áo phông lô bán nên bảy sắc cầu vồng này có nguồn gốc từ đâu ra? Tại sao? Ai là người đã sáng tạo nên chiếc áo đó? Đó bắt đầu nó quy chụp nha. Đây. Có lẽ các bạn từ con nói rất là đúng. Đi tu là phải khổ hạnh, phải ngủ ha. Thích Minh Tạng và Thích Minh Trí. Kính thưa với bà con Phật tử, ông Lê Anh Tú vừa mới lên clip. Ông chối bỏ mối quan hệ của ông với Đạo Nhân Quẻ. Ông nói rằng ông chỉ gặp Đạo Nhân Quẻ hồi xưa ở Hà Tĩnh. Không có liên quan gì với họ cả. Ngày xưa thì có gặp ở Hà Tĩnh, nhưng mà rồi họ đi phát tờ rơi cái gì đó thì con cũng không đồng ý, thì kêu nói họ đi chỗ khác. Đây gặp hồi nào nè? Cái ông được mắt kiến đây là Đạo Nhân Quẻ nha mọi người. Cái ông này là đi tận bên Mỹ á, kết nối với mấy ông Đạo Công Giáo ở bên Mỹ á. Ông qua nước là ông đi tìm gặp ông Tuệ liền này. Đây hồi nào? Đây Hà Tĩnh hả? Đây hồi xưa hả? Mọi người nghe cái câu một lần thất tín vạn lần thất tin chưa? Ông Tuệ này ông cũng nói mà, ông nói ông với lại ông Tánh không có quan hệ gì với nhau kể. Đi tu là không cần thầy, tự cạo đầu tự đi tu. Kính thưa với bà con Phật tử, ông Phật Trung, mình cũng đã từng làm một cái bài đen với cái bài này. Cái con này quý vị thấy nè, cái loại nó xàm không? Quý vị biết tại sao nó nói vậy không? Tất cả những cái kịch bản nó dàn dựng lên là ở đâu ra? Chùm cuối nó đưa ra hết, chùm cuối nó lan tỏa. Tại vì cái con này nó bây giờ nó không có sợ gì nó mất, nó không có gì để sợ mất hết trơn. Quý vị nghĩ đi, bây giờ nó nói con này là Đạo Nhân Quả, Đạo Công Giáo, đạo gì? Đạo gì mà hễ mà cái xã hội nào họ công nhận là ok, đất nước họ công nhận là ok, cái đạo nào đừng có đạo đi lừa đảo là được rồi. Còn ở đây đi học đạo là ai dạy? Là ngày xưa Đức Phật đi mà tu học đó, có phải là tự đi tu không? Thì thầy đã truyền ra những cái bài pháp đó, là tại sao không dựa vào Đức Phật để chúng ta học? Người thầy của ta là Phật đó, người thầy của mình là Phật đó, chứ đâu phải thầy chúng ta là giáo hội Phật giáo. Người thầy của những người tu chánh pháp là Đức Phật từ bi, chứ không phải thầy chúng ta là bất cứ nơi nào hết cả. Thầy là Phật đó. Thì tại sao ở đây mà ta đi theo con đường học đạo của Đức Phật, mà tại sao không cho người ta đi theo trong trong Phật Phật giáo là sao? Cái đó là cái hình thức hoàn toàn là sai. Nó lên á, tại vì con này chuyên môn nó dựng, để em cho quý vị coi, nó nhiều cái kịch bản mà để cho mà cái bọn tà chủ nó đưa ra nè. Kính thưa với anh chị Phật tử, mình làm mấy clip này để mình trả lời hai cái bình luận. Cái bình luận thứ nhất, mồm nói nghiệp chướng gia đình tan nát đó mọi người ơi. Cái mắt của mình dày mà sao mấy bạn tự nhiên mấy bạn nói mấy bạn nhìn con mắt mình mấy bạn sợ. Quý bà con Phật tử, mình thấy mình tính dày được không nhăn? Chuyện là từ trước đến giờ hở anh, quý bà con Phật tử nghe xem mình phân tích như thế này coi đúng hay sai nha. Nó là diễn ông Thích Minh Tuệ sau ngày 27 tháng 3 năm 2024, sau cái đợt mà ông đi gặp ông Thích Nguyên Tánh, thì họ bắt đầu thực hiện cái chiến dịch lăng xê ông Thích Minh Tuệ. Vì thế nó làm gì nó biết không có văn luận, tại vì nó có kịch bản. Mà nó nói là thầy ở đây là thầy là người là diễn là quý vị. Trong cái bối cảnh này, trong cái diễn phim này đều là diễn. Tại vì sao mình nói là diễn? Mọi người coi này ngang. Những con người này tại thời điểm này rõ ràng ông Thích Minh Tuệ chưa được nổi tiếng. Vậy thì tại sao? Cảm ơn khi mà Lạc ông Thích Minh Tuệ ông đi trên đường quốc lộ lại có những con người họ trực sẵn. Tại sao? Tại vì bây giờ hồi trước á
chưa có cái con cuộn cuộn á, là cái con này. Tại vì sao? Con này nó ở tại Singapore nha quý vị, nó ở Singapore chứ nó không phải Mã Lai. Tại vì ở Singapore đó thì nó nói nó đâu có ở ngoài đó, người ta đâu có phải đi ra ngoài đường, cũng giống như việc giờ ra đường mình bịt mặt mình đâu có thấy là nó là ai. Nó dám nó công bố nó về Việt Nam, nó quay lên cái livestream tôi đã về tới sân bay rồi, thì cái con này nó sẽ không ổn không yên. Vì có những người cộng đồng người ta rất là hăm dọa nó, còn tôi không có hăm, tôi để cho trời xử nó, tôi không có hăm. Tại vì họ đụng chạm tới thầy là họ đụng chạm tới một chánh pháp, chứ không phải là đụng chạm tới tôi. Nhưng mà những người họ yêu về cái chánh pháp và họ bảo vệ cái chánh pháp, đồng nghĩa họ bảo vệ thầy. Còn cái con này nó đem ra dựng lên những cái kịch bản ấu trĩ nè, để cho quý vị xem những cái kịch bản ấu trĩ của nó. Bắt đầu nó đưa kịch bản, nó nói là thầy là người dựng lên cái kịch bản. Mình là mình thấy những cái nick mà tấn công mà nói tục tiểu là mình chặn hết, mà đa số là họ bình luận. Quý vị thấy không? Quý vị thấy từ khi ngài Minh Tuệ ngài đi khất thực á, có khi nào ai dựng lên cái kịch bản để đi kịch bản đi ngoài đường mà người ta dựng kịch bản để quay phim không? Có ai dựng lên cái kịch bản để quay phim không? Thở nay đi khất thực ở ngoài mà ta người ta sắp hàng để người ta khất thực cho thầy đó, mà nó nói đây là diễn nè, diễn nè, diễn để tung hứng lên. Đây là những cái chuyện ăn nói lật lọng, xấu thì nghĩ xấu cho Đức Phật. Đúng rồi, tại vì ở đây nó tôn kính Đức Phật, tôn sùng Đức Phật, mà thầy là người đi tu theo lời dạy của Đức Phật mà lại xem thường thầy. Nhưng mà trong khi tất cả các tôn giáo khác cũng giống như là Công giáo nè, hay là Hòa Hảo nè, và có nhiều tôn giáo khác, Cao Đài nè, họ luôn luôn họ tán thán thầy Thích Minh Tuệ vì lý do thầy biết tìm con đường chân lý. Mà chỉ có đồng môn của mình nó chơi mình thôi, nó nói xấu mình thôi, chứ ngoài ra tất cả các tôn giáo khác người ta vẫn tôn sùng ngài. Thì xin thưa với quý vị, như vậy thì họ có tôn kính Đức Phật hay không? Vậy mà họ thờ Phật để làm gì? Mục đích của họ thờ Phật để làm gì? Để làm cái công cụ để đi moi tiền cho tất cả chúng sanh, có phải gì không? Đó, có phải hay không? Kính thưa với những Phật tử, ông Thích Minh Tuệ từng phủ nhận mối quan hệ tình thầy trò vốn Thích Nhân Tánh, nhưng mà tại sao cộng đồng mạng vẫn gán... Bây giờ mình hỏi quý vị nè, cái con này nó ở Singapore, nó nói để làm gì lai động? Bây giờ em hỏi quý vị nè, dù cho ai nói ngã nói nghiêng, lòng thầy vẫn giữ như kiền ba chân, không lai động gì tới thầy. Mà bây giờ lại thêm cái con mà nó tiếp sức, nó là cái con cuộn cuộn, lại tiếp sức nó đã quy chụp thẳng cho thầy là có mối quan hệ với bọn phản động Việt Tân. Quý vị thấy không? Đây là hoàn toàn những cái lý do dơ bẩn nhất của những con người tà đạo. Những con người thật sự là mang cái tiếng là đạo Phật. Đó là cái mưu hèn kế bẩn của giáo hội Phật giáo. Tôi nói thẳng một câu như vậy. Đừng ở đây mà quy chụp những người họ là cái người chân tu như vậy. Khốn nạn lắm quý vị. Ngày hôm nay đưa cái con cuộn cuộn lên để làm gì? Để mổ xẻ ngài Thích Minh Tuệ hả? Dự định là cái sự ảnh hưởng nhiều nè. Chắc chắn ai nói chắc ai cũng nghĩ là vậy đó. Tại sao cái con này biết nó phản động mà không bắt nó? Tại sao biết cái con này nó chuẩn bị lật đổ? Tại sao biết nó xuống đường lật đổ? Nhưng tại sao cái câu nói của nó đâu không đưa lên? Cái con này ai dựng lên cái kịch bản này? Cái kịch bản của mấy tụi bay dở quá. Cái kịch bản tồi, cái kịch bản tồi nhất của Đại Nam. Và đồng thời cái tồi nhất là những cái con người mang cái từ cái tiếng là mình là đạo Phật. Cảm thấy nhục nhã quá. Sau đây là bốn bằng chứng cho thấy Thích Minh Tuệ cố tình xuyên tạc, kích động phá chùa, phá đạo Phật. Thích Minh Tuệ thầy cho biết, nếu muốn đi tu, có cần một người thầy hay không? Kính thưa quý bà con Phật tử, mình còn rất là nhiều bí mật. Là bí trong mật cái cuộc họp bí mật thành lập tỉnh xã. Đây là ở đây là cái kịch bản này cho quý vị coi nha. Khai, nhưng mà hiện tại vẫn còn rất là nhiều bạn ngôn cố bảo vợ cực đoan cho ông Thích Minh Tuệ, cho nên hôm nay mình xin bật mí. Đó bật bí nha. Trời ơi, nó cái có nhiều bí mật lắm. Cái cả đời mày đó. Đó bắt đầu nó nói nè. Cái nhiệm vụ của đạo Nhân Quả là đào tạo ra một vị nữ chứng đạo A La Hán. Đó. Được cùng với một vị nam để mà thu hút tín đồ thành lập đạo mới. Mời mọi người nghe. Đó nên bắt đầu nó dựng kịch bản này để quý vị thấy đây nè, y chang mà cái con phản động nè, cái mưu hàng cái bẩn đó quý vị. Và sau vị A La Hán nữ đó mà chứng thì hai cái duyên của hai vị A La Hán một nam một nữ này thì lúc đó nó sẽ đủ đầy, nó sẽ coi như là dẫn đạo cùng được và ai thu nhận đệ tử. Ai đi vô đó quay được cái kịch bản này, ai đưa ra cái kịch bản này? Chỉ là cái bọn tặc tăng
nó vừa ăn cướp, nó vừa la làng thôi, nó vừa quy chụp, thì nó đem cái này để tên Ngài Thích Minh Tuệ luôn. Có nhiều cả hai ngàn đối tượng tạo thành để tạo thành một cái tỉnh xã kỳ hoàng, giống như thời Đức Phật ngày xưa, tại vì những cái khu rừng nguyên sinh mà bạc ngàn đắp bạc ngàn mà sẽ xây dựng những cái thâu thấm và thổ nam nước kỳ ổn này đó. Nó tấm nguyên một đường nào xây dựng nào, còn nhớ lên cái bài là xây dựng đủ lực cái nào bên xây cái lan bên thuyền bên quán tiệm là đó, mọi người cần nghe thấy chưa? Cái mưu hèn kế bẩn, cái mưu hèn kế bẩn của tụi đó để làm gì? Tại vì cái nồi cơm của thầy nó quá linh nghiệm để mất đi cái nồi cơm. Người ta diễn có đau diễn thì người ta diễn dễ coi, còn bà Hằng diễn dở quá, giấu đúng là giấu cái đầu lòi cái đuôi. Đây là một cái hình thức quy chụp, xem thường luật pháp Việt Nam, xem thường, rõ ràng là hình thức xem thường. Dám nói là cái bà này lên kêu gọi cứu Ngài Thích Minh Tuệ, thầy kêu hồi nào, bà đó gặp thầy hồi nào mà kêu, đem cái con ngọ nhỏ mẹ bán xôi, kêu cái con mẹ mà làm việc nhà đâu ngoài chợ quét đường quét rác đi vô để làm kịch bản để cho tiền, để nó muốn hạ bệ thầy. Thật sự tôi buồn ghê luôn. Buồn là gì? Buồn tại sao một cái xã hội lại có những cái con người đem những cái mưu hèn kế bẩn ra để nên muốn hạ bệ một người để đi tu, mà những người họ không có mang cái thứ gì trong tay của họ hết. Một cái người mà hoàn toàn không có cái thứ gì có giá trị hết cả, trừ ra cái nồi cơm với một bát ba y mà thôi. Như vậy đó mà muốn đi hạ bệ thầy, mà muốn đi tìm đủ các cách để cho thầy đi vào nhà lao, để tống lai tống khứ, để muốn giết thầy, muốn hại thầy, muốn làm đủ trò hết trơn. Quý vị thấy không? Một cái này là một cái nghiệp báo và cái sự quả báo ở trên đời này. Cái nhân quả nó không chừa bất cứ một cái loại nào hết cả. Nhưng nếu chúng nó biết học ra cái nhân quả này thì chúng nó không đưa ra cái mưu hèn kế bẩn giống như ngày hôm nay quý vị. Cũng giống như cái con hai cuộn cuộn này. Nó đem cái mưu hèn kế bẩn ra để nó đem ra những cái chuyện có nó không, chuyện không nó có, nó lập lên cái diễn đàn của mình. Nó nói cái diễn đàn này, thôi nói thật quý vị, cuộc đời nó là tiêu rồi. Quý vị nghe Thọ Nhân, tin Thọ Nhân đi. Từ đây sắp tới rồi Đại Nam sẽ diễn ra như thế nào? Cả thế giới này chưa ai ủng hộ bà đâu, nhưng cả thế giới này đã ủng hộ được Ngài Thích Minh Tuệ rồi. Nên nhớ kỹ, trừ ra những cái bọn tặc tăng, cái bọn háo thắng như bà ra thôi, còn tất cả trên thế giới này biết bao nhiêu con người họ yêu thương Ngài Thích Minh Tuệ, họ đang rất yêu thương và kính trọng Ngài Thích Minh Tuệ. Bà nên nhớ kỹ, bà đấu không nổi đâu. Cái chiếc nhẫn hột xoàn của bà mà đi dám đi đấu với cái nồi cơm, tôi thua rồi. Đại Nam vắng bóng. Vậy mà nói, em quá trời nè, nghe quý vị, quá trời khách, ai nói vắng đâu, chị Hằng vẫn rồi. Ở đây người ta mù, người ta đâu có mù đâu, người ta không thấy quý vị. Alo. Ai vậy? Thôi lâu quá rồi mình mua rồi, lâu quá mình đặt cả tháng nay rồi không có giao thì thôi hủy đơn đi nha. Tại vì đặt biết bao lâu rồi, mình mua rồi. Rồi. Vậy mà đi lên ấy, trời ơi Đại Nam nó vẫn còn đông nha quý vị. Đông cỡ nào? Đông tới thì sao? Soạn không có giấy chứng nhận. Học soạn, bây giờ em nói thật với quý vị nè. Cái chiếc nhẫn hột xoàn đó nếu mở ra để mà đấu giá nó dễ mà, thông báo ngày đấu giá đàng hoàng, chỉ nói đấu giá thôi à, chứ không có mở ra ai tới đấu giá. Hột xoàn giả người ta lại tới mua đang băng nhục à. Trời đất ơi, bây giờ vỏ hột xoàn đầy, trời ơi, chị giàu chỉ có hột xoàn cũng được, chỉ có hột le cũng được, chỉ có hột é cũng được, chỉ có hột đậu cũng được, hột gì cũng được hết trơn á, đúng không? Cái hột gì của chị cũng được á, ai cũng xác nhận chị giàu mà, ai cũng xác nhận chị nghe chị hai, ai cũng xác nhận chị là người giàu có bậc nhất mà, đệ nhất phu nhân mà, đệ nhất phu nhân mà, chị là gọi là chị hai hừng nắng,
Còn anh ba là anh ba Đại Du. Rồi gặp được một một cái vị Tật Tăng Bồ Tát. Tật Tăng Bồ Tát là gì? Tật Tăng là thích làm tình. Thì cái người đó dạy cho Hừng Nắng với lại Đại Du để làm tình. Đó, một cái người đó gia hộ và hộ trì đó. Nghe nghe. Tôi thấy tôi sặc mùi rồi đó. Tôi sặc mùi tà đạo tà sư rồi đó. Hôm qua bán vé vô xem giá 150, vô cổng 220k. Cái gia đình mình đáp nhau đi ăn buffet mà hồi tối vắng. Đúng rồi, những người họ vào đó là không phải họ vì mà để nghe bà live stream. Tại vì nói chung mình cũng nói thật sự là trong cái khu Đại Nam nó có những cái khu vui chơi cũng rất là đẹp. Nhiều khi cái ngày lễ 20 tháng 10 để cho tất cả các phụ nữ đó quý vị. Rồi khách thập phương họ cũng tới, họ cũng đi vui chơi mà mua vé được bình thường mà. Thì đi vô đó vui chơi ngon lành cành đào đâu có gì đâu. Đi vô để tham gia những chân hay là mình đi sẵn tiện người ta đó. Nhưng mà cũng không có đông. Nếu mà vào cái ngày 20 tháng 10 đó mà tính ra như vậy là vắng. Tôi tưởng đâu đường cá chợt giống như chỗ mà không có chen chân, không có lọt hết chứ. Ai dè đâu có mấy bóng ngồi ở trên cái rạp thiệt. Con nít người lớn trời đất ơi rồi, nó đâu có gì đâu. Mà mình ngon á, mình xả cửa xả giang. Trời đất ơi, rồi có con cô đó, cổ vô tội nghiệp cổ, cổ đã kết nối yêu thương. Cổ tính, cổ xin cho cái người mà bị nghèo đó là 100 triệu để sửa nhà. Rồi 20 triệu để chữa bệnh, 5 triệu để làm răng. Thật sự ra cái cô đó Phật sự tôi đáng khen cổ, tôi tán thán. Một cái trí của cổ nó quá cao siêu. Một hình thức cổ làm như vậy. Chị có thích đi Đại Nam không? À tôi không có thích đi Đại Nam. Tôi chỉ thích đi Đại Du. Tôi không thích đi Đại Nam. Tôi thích đi Đại Bác à. Lên vô đó nổ Đại Nam là vô đó nghe Đại Bác nó nổ rồi sao. Rồi quý bà con biết sao không? Rồi cái cổ nói câu mà tôi nghe tôi nói. Cái người ta đuổi cổ ra tôi nói sao đuổi? Trời ơi tôi cô Hằng cổ là người nói là tất cả là cổ thương người nghèo mà. Những người nghèo. Tôi là người không có xin cổ. Tôi là người kết nối cho cổ. Tôi là người kết nối. Mà mắc bả quá bả câu like view. Bỏ tiền vô xem bà. Ừ. Tại vì bây giờ nói thẳng với quý vị cái Đại Nam á. Nó vắng lắm. Nếu mà cái khu Đại Nam nó lớn như vậy mà một ngày bao nhiêu khách như vậy là nó thật quý vị là thua. Thua đó lớn thiền lớn sống phải giỡn đâu. Nó nổ banh thay. Ừ. Thấy thật quý vị đi vô đó nghe ngồi nổ à. Tôi nói thầy quý vị nghe ai mà chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống á. Thì mình còn vô mình chịu khó mình ngồi nghe. Mình ngồi nghe để mình học hỏi cái cách người ta sống như thế nào. Cái đạo đức và đạo lý hoặc giả như cái kiểu mà cách người ta làm giàu để học hỏi người ta. Đi vô để học toàn đi nói xấu đang phê phán người này người nọ. Đi phê phán người tu. Đi phê phán người trong tù. Đi vô tù phê phán người tù. Ở ngoài phê phán người tu. Phê phán người tu hết phê phán người tù. Thì quý vị xin thưa quý vị thì như vậy có gì đáng học hỏi. Để vô đó nổ không mà phải chia sẻ cho mình kinh nghiệm. Ừ, mình phải làm trong vòng 2 năm, 3 năm mình làm cái gì đó, mình phấn đấu để mình trở thành cái người giàu, cái người CEO xe như tôi nè. Thì đó bây giờ chỉ không có dạy cái đó, chỉ lên chỉ nói xấu người này người nọ không sao ấy được. Dạy mình ăn không mà. Dạ ừ, cứ dạy mình ăn, dạy mình sống, dạy mình mua đồ đẹp. Trong khi mình nghèo thấy mẹ sao mình mua được cái áo đầm hàng hiệu, đúng không quý vị? Nghèo thấy mà nghèo khạc ra tro ngày ho ra bụi mỡ đó mình dạy người ta như vậy sao? Mình á mình nói chuyện với những người đồng đẳng cấp của mình với những người nghèo đã nói mình thương người nghèo mà cái người vô họ ăn xin mình thì mình nói là tiền đâu cho. Ủa sao kỳ á, mình đã nói mình vì dân, mình vì dân mình mới đi tù thì tại sao mình vô đó cái người đó họ đâu có trời ơi cho trai 183 tỷ được người ta xin có nhiêu, người ta xin rõ ràng nha 125 triệu à. Cái cô đó cô xin ít lắm. Cổ xin rất là bình thường. Tôi đâu có xin nhiều đâu. Tôi xin có 125 triệu hả? Rõ ràng là 125 triệu mà chỗ có quy trình luôn nha. Ngồi đọc tôi vậy, vậy nhà tôi nghèo vậy. Tôi không có người lo và tôi xin. Giờ cổ nói tôi thấy cái người đó giờ què quạt tội nghiệp quá. Giờ tôi vô tôi xin giùm. Đó tôi xin như vậy thì bây giờ tôi không biết. Giờ tôi phải gặp chị Hằng mà có gặp được đâu. Nhục mặt quá. Một cái đại anh hùng, một cái đại du trời ơi Hừng Nắng với đại du với gì kỳ đó. Mình hỏi sau này không có cho vô phí, họ trả lời mua vé 150k ủng hộ mổ tim. Nghe xong chỉ biết ớ trời đất ơi nội, mà cái vô vé còn không thả cửa được cái chỗ có 3 ngày thôi, mà 3 ngày đi vô đó là phải làm gì? Đi vô ở trong á
cái nhà thờ ở trong đó đó phải cúng thầy Phật ở trong đó đó, ít nhất cũng phải bỏ tiền vô đó cúng dường. Cái thứ hai nữa là cái gì, đi vô đó phải bỏ tiền ra để ủng hộ Bảo Lục Làng Nũ. Ủa kỳ vậy, chơi kỳ vậy, chơi nãy chơi lỡ, trời trời ơi, cô có cái đầu cô biết tính hả cô hả, cô hư hả? Người ta giả bộ đó chị ơi, trời đất ơi, em nói thật với cả nhà, em nói thật với bà con cô bác anh chị trên đường lai, có thợ nhân cái giả bộ hay giả thiệt gì nó không quan trọng, mà quan trọng một con người mà giả tâm, thì giả tâm nó mới bị ra những cái chuyện đó. Cái mưu hàng, cái bẩn của Đại Nam thì bây giờ chúng ta đã thấy rõ hết rồi. Thì bây giờ ông Quỳnh Quý Dũng là ông thí con chốt để bắt con xe. Mẹ bà đã phải không phải mày đi. Giờ cái tiếng nói mày nó lan truyền, nó nhục quá, tao nhục với bạn bè anh em quốc tế, tao nhục quá. Một cái người trời ơi có tầm ở một cái xã hội mà, trời ơi, một cái tổng giám đốc của khu du lịch vui chơi ở, nói gì cũng là bậc nhất ở Việt Nam chứ đâu có vừa đâu quý vị. Mà tự nhiên trời đất ơi, tao nói con vợ nó cấm sừng mà công khai luôn. Nó quất một cái sừng, tao nói quất lắc không nổi. Giờ mình phải làm gì? Phục hồi cái nhân phẩm lịch. Nói đi em, nói. Hãy nói đi, nói đi, nói đi. Đừng ngây ngùng. Hãy nói đi, cứ nói đi. Đó. Thì sau thời gian nó xảy ra như vậy thì quý vị đã biết sự việc kết thúc nó sẽ như thế nào. Chính miệng bà Hằng nói quỷ mụ. Quỷ mới tìm ở đâu ra tiền túi? Cái tiền trích từ ở đâu? Bà làm gì bà làm ra tiền túi? Trừ ra nó, bà cũng từng nói là bà làm gì ra tiền túi. Thì cái khu Đại Nam đó là cái khu Đại Nam của Quỳnh Quý Dũng. Bà đi mổ tim, bà đi làm cái gì, tất cả mọi thứ bà đánh bóng cái tên tuổi cho Đại Nam. Bà đánh bóng cái tên tuổi cho vợ chồng bà. Mà tự nhiên bà bắt cả thế giới này là phải là người phải cảm ơn bà, phải thọ ơn bà, sao được vậy? Chị Hai, chị Hai vậy chết rồi. Chị Hai việc nào ra việc đó cho chị Hai. Chơi gì đâu có được. Bà cứ nghĩ là ai cũng mù à. Xin thưa. Xã hội này bây giờ nói thật với chị Hai nha, ta nói người nào người nấy khôn lắm. Giờ bà bán vé chứ bỏ tiền túi, bà vô bà bán vé ngồi ghế mà trong đó quý vị thấy không, một bên là có cái khu khách VIP đồ nữa nghe. Ủa tại sao chị nói chị thương người nghèo mà chị phân biệt vậy chị? Chị phân biệt nào VIP nào không VIP nữa. Cái con người ta đẳng cấp là gì, không có cần VIP, cần cái con mẹ gì hết trơn á. Sống ở trên đời nó không có VIP ơ gì hết trơn á. Nó chỉ thấy một cái thứ bình thường thôi, bình thường thôi. Cái VIP với cái VIP, tại vì con người của mình mà, thầy tu mà, loài người và vạn vật đều bình đẳng như nhau. Tại sao chị sống không bình đẳng mà chị phân ra cái khu khách VIP không khách VIP? Vợ năm cam mà, vừa vậy chị. Không, cái này là vợ của, cái này là thuộc gì, hồi trước năm cam giờ là sáu bưởi rồi. Bưởi to quá. Phải chi bả làm chính trị viên, hạ quỹ viên lập pháp thì phải có. Bây giờ em nói thật với quý vị nè, ở một xã hội, một đất nước, một cái người lớn ở xã hội này mà chị giỏi, ai nói chị giỏi tôi hoàn toàn tôi không công nhận. Chị ngon, chị đi tất cả các nước trên thế giới đó, chị đi ngoại giao, chị đem tất cả các nhà đầu tư về Việt Nam để phát triển cho một cái xã hội. Giống như chị tài giỏi gì hết, chị đâu có lên ngồi chị chửi gì người này hết người kia tới làm chi, chị lật người này người kia làm chi. Chị là cái người là làm một cái tư cách là ngoại giao trên tinh thần pháp nhân, chị đi tất cả các nước trên thế giới, chị giàu mà, chị có quy mà, chị cũng có nổi tiếng trên thế giới mà. Chị đi ngoại giao, à tôi muốn ngoại giao, tôi muốn ở Việt Nam, với tôi cần gì, cầu đường trường trạm. Cũng như hồi xưa thì ngày xưa thì quý vị thấy vợ của ông tổng thống Thiệu đó, thì ông xây ra một cái bệnh viện đó rất là ok. Còn ở đây chị chưa có xây được cái bệnh viện đó, chị làm bệnh viện cho những người miễn phí á, hiểu không? Ông Dũng cũng cáo lắm chứ dễ. Đúng rồi, ông Dũng cung cáo lắm, cho bả mặc sức đó. Đúng rồi, cứ tha hồ đụng chuyện cái gì mà vô tay 30 tiếp tao ở ngoài, tao có người khác. Nhiều khi người ta ngán bửng, người ta thèm xoài sao quý vị? Vừa nói tay về tẩy chay Đại Nam, cái bả nói đóng quỹ mổ tim. Lại đó chị, đóng quỹ mổ tim, trời ơi xin lỗi với quý vị nha. Bây giờ rồi, thời tới có cuồn cuộn cản không kịp rồi, quý vị biết thời tới gì? Thời tới sẽ bắt đầu tất cả những người họ bảo vệ cái chánh pháp ngành, họ đánh mạnh vào cái Đại Nam cho quý vị thấy. Thì cái ngày tàn này cũng không thua gì Dương Tấn Việt đâu. Nói thật á, một cái bài học đáng giá mà chị không cảm nhận được hay sao? Đúng là ai đụng tới thầy phải có chữ đó sai, tại vì cái sự trả giá. Tại vì cái chuyện ta không làm mà, một cái người thầy tu mà, người ta không đụng chạm với đời,
Tôi gọi là thà là khuấy đục ngàn sông chứ đừng ai đụng chạm tới những người đi tu đó. Đi tu, cái người đi tu chứ không phải người đi tù mà lại khuấy người ta. Chị lo cho vòng. Hồi chị chưa được mà chị nói chuyện người khác, chị đang tức tối. Gì? Người được hả chị? Ủa là sao? Nghiệp quật bà Hằng nhanh, nhanh. Cam đoan nhanh. Nó khiến mà, gọi là thần khẩu hại sát phàm. Sát hại thôi. Cái điều lệ, điều luật đưa ra đồ này kia cái nọ giỏi. Đi tìm tất cả các nhà ngoại giao nổi tiếng trên thế giới. Tại vì mình là người ngoại giao, mình là người giỏi mà mình gọi là mình là trí tuệ thông minh mà. Đi tìm tất cả các nhà ngoại giao, mình là người làm giúp ích cho xã hội và đồng thời giúp ích cho xã hội là cũng như giúp ích được cho đất nước và đem lại cái quyền lợi đất nước cho nước nhà của mình. Đem tất cả những nhà đầu tư trên thế giới, người nào tài giỏi và mình có cái mối quan hệ ngoại giao thì đem tất cả những người đầu tư muốn đầu tư bất cứ một gì về Việt Nam để giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Và đồng thời bên cạnh đó là gì? Giải quyết việc làm cho người dân và đem lại cho đất nước phồn vinh nữa. Đúng không? Nó mang lại một cái lợi ích cho xã hội nó rất lớn. Cần gì phải lên đó nói chuyện lên chim chi tự nhiên không đánh ai, đi đánh ngay Ngài Thích Minh Tuệ. Đi đánh với người chân trần chân đất như vậy. Vợ bà định hạ thầy nhưng không hạ được. Đúng rồi. Chào Ngọc Ánh nghe. Ngọc Ánh chia sẻ cho Thợ Nhân. Ngọc Ánh ơi. Cảm ơn Ngọc Ánh. Cái nít này đó nó bị thứ nhất là mới. Tạo nít mới đó Ngọc Ánh. Tạo cái nít mới đó. Chứ bây giờ bà lên đó để bà đi làm gì nó đâu có ích gì. Bà đánh một người tay không chân rồi. Tôi nói thật, ví dụ mà đi quýnh lộn với người ta đi. Tự nhiên trong mình gom giáo không, mình quýnh với người tay không. Mở người, ta nói yếu xìu, yếu sợ, quýnh làm chi. Ta quýnh cái người nào, ta làm ăn với người nào là cái người đó phải có máu mặt ở thế giới, có xã hội. Tức là cái người đó phải là một người có bản lĩnh mang đến một cái lợi ích về cho một đất nước của mình. Thì cứ làm chứ tự nhiên mà đi lên đó ra rã là chi. Tự nhiên ở tù mấy bữa cái vô tố giác quản giáo. Giống như má thiên hạ không? Dù đó tố giác quản giáo. Mà trong khi sai thì trong cái nhà tù người ta mở cái tù ra để làm gì? Để trừng trị những cái kẻ sai. Cũng giống như những trừng trị những người như bả vậy đó. Trừng trị những người đó đó. Vợ ba, bà định hạ thầy không được hạ được. Làm sao mà hạ thầy được? Thầy là một cái bậc chánh tu, chân tu mà. Theo em, chị nịch nào cũng gì? Em theo chị nít nào à vậy hả? Tội nghiệp Ngọc Ánh quá, thương quá. Thương ghê luôn á. Bởi vì ai thích tôi nghèo là đi theo à. Theo nghèo, nghèo mà có tình. Hãy theo Thợ Nhân nghèo mà có tình. Cái nít này nó mới like, nó chưa có tương tác đó anh. Chắc ngày mai chị like là cái nít này có khoảng chừng 8 giờ 9 giờ đó. Tại bữa nay chị đi công việc chị chơi like hơi trễ. Không biết Ánh là nam nhiêu tuổi mà mình kêu bằng Ánh. Không biết nhiều khi Ánh lớn tuổi hơn Thợ Nhân rồi sao. Nguyễn Thị Hằng. Chào Nguyễn Thị Hằng.